hấp dẫn nhau về vấn đề giới hạnh, cho nên thôi đừng ảo tưởng nữa. Rồi câu hỏi thứ hai. Kính chào sư, sư con có một thắc mắc. Con nghe sư giảng trên YouTube, một người phạm năm giới thì không thể chứng đắc đạo quả vì không có an trú trong thiền định và thiền quán được. Con có phạm giới nói dối, sau này khi biết được con đã rất hối hận và cố gắng không phạm giới nữa. Hằng ngày con đều cố gắng chú ý để giữ gìn năm giới được trong sạch. Con cố gắng làm các thiện pháp để cung bồi ba la mật. Vậy thì khi con hành thiền với Vipassana, con có tiến bộ được không ạ? Thì xin thưa với quý vị đó, như sư đã nói, cái người phạm năm giới thì không thể nào đi đến cái sự chứng đắc đạo quả. Đó là điều chắc chắn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn như thế này: một vị tỳ kheo khi mà giữ gìn các cái giới trọng, mà lỡ mà nếu có sơ suất gì đó, các cái giới khinh á, những cái giới nhẹ đó, thì vị đó vẫn có cơ hội chứng đắc đạo quả. Nhưng mà đó là dành cho một vị tỳ kheo chứ không dành cho cư sĩ. Bởi vì một vị tỳ kheo á, những cái giới, sư lấy ví dụ cho quý vị biết là những cái giới khinh của một vị tỳ kheo là những cái giới như thế nào. Ví dụ như khi ăn thì không làm để cho xuất hiện cái tiếng hút nó sột soạt. Ví dụ như khi mình uống canh, uống nước thì không để nghe cái tiếng rột 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 thì không có được. Đó là giới nhẹ. Rồi khi mà đi á, thì đi vào trong xóm làng thì không có được nhìn lên nhìn xuống, không được nhìn tới nhìn lui, có nghĩa là con mắt không được láo liên á, thì đó là giới nhẹ. Khi ngồi, nhất là ngồi ở trong nhà của Phật tử á, không được ngồi bó gối, đó là giới nhẹ. Thì sư hỏi quý vị đó, những cái giới nhẹ đó nếu như mà một vị tỳ kheo mà lỡ mà không có giữ được á, thì cũng Đức Phật nói là vẫn có cơ hội chứng đắc đạo quả. Quý vị thấy hợp lý hay không hợp lý? Đúng không? Tại vì những cái giới đó là những cái giới một vị tỳ kheo giữ được thì rất là tốt, nhưng mà nó không nghiêm trọng tới mức mà lỡ phạm rồi là không thể chứng đắc đạo quả. Còn những cái giới nghiêm trọng, bốn giới bất cộng trụ, giết người, trộm cắp đủ truy tố, chia rẽ tăng đoàn, cái gì quan hệ tính dục, và thứ tư là nói dốc cái pháp thượng nhân, có nghĩa là không chứng mà nói chứng, thì đó là những cái lỗi nghiêm trọng. Rồi 13 cái lỗi tăng tàn thì nó cũng là những cái lỗi nghiêm trọng. Ví dụ như trong số đó là có cái tội là chia rẽ tăng chúng, thì cái lỗi đó là cái lỗi đi địa ngục thì không thể thay đổi được. Đó, cho nên đó là những giới trọng. Thì ngay cả một vị tỳ kheo mà phạm những giới trọng đó thì cũng không, mà không sám hối được 13 cái tội tăng tàn, mà không sám hối được thì cũng không thể chứng đắc đạo quả. Còn phạm 4 cái giới bất cộng trụ là chắc chắn là không thể chứng đắc đạo quả, không thể sám hối. Đó, thì đó mới là giới trọng của tỳ kheo. Còn cư sĩ quý vị đó, quý vị có 5 giới à, quý vị có 5 giới à, cho nên quý vị chỉ cần phạm một trong số đó là quý vị không có khả năng chứng đắc đạo quả. Nó giống như một cái ngôi nhà mà một cái ngôi nhà lớn mà nó có hơn 200 cái cột, có cột lớn, có cột nhỏ. Cột trụ thì nó bự, còn cái cột nhỏ nó có thể là nó nhỏ thôi. Thì giả sử như nó gãy một vài cái cột nhỏ đó, thì nó cũng
không tới mức mà nó khiến cho tòa nhà sụp đổ, trừ khi mà nó gãy những cái cột trụ lớn thì nó mới khiến cho một cái tòa nhà sụp đổ. Còn một cái căn nhà nhỏ đó mà nó chỉ có 5 cây cột thôi thì chỉ cần nó sụp bất kỳ một cây cột nào nó đều khiến cho căn nhà sụp đổ. Cho nên đó là sự khác biệt giữa cư sĩ và một vị tỳ kheo. Cho nên nếu quý vị có 5 giới hà, thành ra quý vị phải giữ cho bằng được. Và khi mà quý vị phạm giới đó thì cái chuyện mà phạm giới nó khiến cho cái tâm xuất hiện cái sự ăn năn ve vứt, và chúng ta gọi là cái sự trạo hối đó. Và cái trạo hối đó nó trở thành một cái truyền cái, mà chính do truyền cái cho nên là cái chuyện tu tập của chúng ta nó không đem lại hiệu quả. Nếu như mà quý vị chỉ tu chơi thôi đó, có nghĩa là hít thở thì cũng hít thở như người ta, rồi đi thiền cũng nhất bước đạp rồi nhất bước đạp, thì theo kiểu phong trào á thì quý vị không thấy gì hết. Tại vì vốn dĩ tu theo cái kiểu phong trào đó là nó tu cho có đó, tu có hình thức, thì quý vị sẽ không thấy được cái sự khác biệt, không thấy được sự khác biệt. Nhưng mà khi quý vị đi dần vào những cái tầng bậc thâm sâu hơn của việc hành thiền á, thì quý vị sẽ thấy được cái sự nghiêm trọng của vấn đề phạm giới. À, mà sư nói cư sĩ quý vị có 5 giới thôi. Nếu như á, mà quý vị còn phải đi làm, còn phải đi làm á, thì ít nhất á, khi mà quý vị phạm giới á, sư thắc mắc là tại sao quý vị không đi sám hối. Trong tạng luật á, nó có một cái đoạn là người hàng cư sĩ á, hàng cư sĩ khi mà vị đó phạm giới, vị đó đến đảnh lễ với Đức Thế Tôn, cái này là trong tiểu phẩm tặng luật tiểu phẩm ngài Yatachanda dịch, hình như là tiểu phẩm 2 đó, tiểu phẩm 2. Thì một vị cư sĩ sau khi phạm giới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn ghi nhận là con biết rõ là con đã phạm giới, xin Đức Thế Tôn ghi nhận cho điều đó. Và chính do cái sự nhận biết lỗi lầm là lỗi lầm đó, nó sẽ giúp cho con ngăn ngừa những cái lỗi lầm tương tự như vậy về sau. Và sau đó vì đó xin giới trở lại để cho làm trong sạch giới trở lại. Nó có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất, là cái chuyện sám hối đó, không phải là để cho Đức Phật không, thậm chí bây giờ quý vị đến sám hối với Tam Bảo thì không phải để Tam Bảo xá tội lỗi đó cho quý vị ha. Không phải để cho Tam Bảo xá cái tội lỗi đó cho quý vị, mà là để một vị có đức, có đức độ á, như là Đức Phật, như là Tam Bảo, một vị có đức độ chứng minh là quý vị nhìn nhận rõ cái tội lỗi đó, và quý vị cam kết là quý vị sẽ không phạm cái lỗi tương tự nữa trong tương lai. Nhờ như vậy đó thì cái sự trạo cử đó, nó chấm dứt. Và sau đó quý vị thọ giới trở lại nhằm mục đích quý vị có được 5 giới trong sạch. Nó là cái nó mới là cái kiểu sám hối đúng đắn, chứ không phải như cái kiểu sám hối bây giờ mà thiên hạ vẫn cứ làm ầm ầm. Đó là gì? 14-30 lên chùa tụng kinh sám hối, tụng kinh xong rồi xin giới, rồi xin xong rồi thì về thì đâu diễn vào đó. Có nghĩa là miệng thì xin chứ còn trong bụng thì không có thật lòng là mình hứa với bản thân là không bao giờ phạm cái lỗi tương tự nữa, không có. Đó. Cái sám hối của mình bây giờ là cái sám hối ở trên môi. Mà xin thưa với quý vị, cái tâm lý mà coi thường giới đó, cái tâm lý coi thường giới nó là cái tâm lý dẫn đi địa ngục. Mà cái chuyện quý vị giữ giới á, dù cho có là Phật tử hay không là Phật tử, dù cho có biết giới hay không biết giới, phạm rồi vẫn đi địa ngục như nhau. Nhưng mà do đâu mà hàng như vậy thì cái người Phật tử khác những cái đạo khác, ví dụ như đạo Hồi, đạo Ấn, rồi đạo nước sôi nước lạnh gì đó, nó khác nhau ở chỗ nào?
nó khác nhau ở chỗ những cái tôn giáo khác có thể họ không coi đó là cái chuyện lỗi lầm, phạm giới thì vẫn phạm nhưng họ không coi đó là chuyện lỗi lầm. Ví dụ như đồng hồi họ xem cái chuyện là ôm bom tự sát giết người đó thì nó không phải là một cái lỗi đó. Nhưng mà mình theo đạo Phật đó, thì mình biết cái chuyện mà sát sanh nó là một cái lỗi, và chính vì biết nó là lỗi đó cho nên khi mà phạm lỗi thì chúng ta có được cái sự ăn năn ray rứt, mà chúng ta có thuật ngữ chuyên môn có nghĩa là có tàm úy. Chính nhờ có tàm úy cho nên đó, quý vị mới ngăn ngừa được cái chuyện phạm lỗi nó về sau đó. Cho nên một đặc điểm đáng quý của Phật tử, của hàng cư sĩ đó là gì? Đó là họ có tàm có úy. Cái thứ hai là ngay cả đối với người cư sĩ phạm giới, cái điểm đáng quý thứ hai của họ là gì? Họ có đức tin nơi Tam Bảo. Chính vì họ có đức tin nơi Tam Bảo đó, cho nên đời sau kiếp khác do trả các cái ác nghiệp thì họ vẫn khổ. Chứ sư không nói cái chuyện quý vị có đức tin nơi Tam Bảo rồi là quý vị né được nghiệp nha, sư không có nói. Quý vị sát sanh thì quý vị vẫn yếu thọ, quý vị trộm cắp quý vị vẫn nghèo đói đó, quý vị tà dâm thì quý vị vẫn là có các cái vấn đề tùm lum tùm la hết. Nhưng mà nó được cái gì? Khi mà quý vị chịu những cái quả khổ á thì quý vị có khuynh hướng tìm về Tam Bảo. Như sư nói được rồi, khổ quá biết về chùa níu cái áo của Phật, níu cái y của Phật. Khổ quá biết về chùa cúi đầu lạy Phật. Khổ quá tìm cái nơi nương tựa là nơi Đức Phật đó. Cho nên chính nhờ quý vị khổ mà quý vị biết quay về nương tựa nơi Đức Phật đó, quý vị còn có cơ hội đi lên. Còn có những người họ không có cái sự nương nhờ nơi Tam Bảo, đời sau kiếp khác họ khổ, họ thà chết thì họ không biết vô chùa. Và chính vì vậy đó họ không có cơ hội làm các việc phước thiện, không có cơ hội cải thiện cuộc sống của họ. Do đó dù cho cái người cư sĩ mà phạm giới thì dù sao nó vẫn đáng quý hơn là một người ngoại đạo mà phạm giới. Đương nhiên có một số ít nha, sư nói một số ít người ngoại đạo nhưng mà họ có tàm có úy thì thôi mình không nói tới. Một điều nữa đó là cái này là sư đã nói rồi, có nghĩa là khi phạm giới thì chắc chắn nó sẽ trạo hối, và khi trạo hối như vậy đó, quý vị hành thiền tứ niệm xứ hay là hành thiền chỉ đi nữa nó cũng không tiến bộ được. Nó tiến bộ đến một cái mức độ nào đó là quý vị phải giữ giới thôi. Sư lấy ví dụ nói là nó không tiến bộ cũng không chính xác, nó có tiến bộ nhưng tiến bộ có giới hạn. Lấy ví dụ một cái căn nhà đó mà nó xin lấy giả dụ đi, bây giờ cái căn nhà của mình là nó có bốn cột ha, nó có bốn cột thì nó tương ứng với năm cái giới đi, lấy ví dụ. Nhưng mà vì lý do nào đó một cột bị gãy thì nó không còn xây được một căn nhà nữa, nhưng mà ít nhất là quý vị che đắp tạm bợ, sau đó nó vẫn thành một cái lều, một cái chòi, nó có thể che nắng che mưa bằng ba cái cột. Cho nên nói là nó không có tác dụng thì không đúng, nhưng mà tác dụng của nó rất là hạn chế rồi. Thành ra đó cái chuyện mà quý vị mất một giới mà quý vị hành tứ niệm xứ á, được thì có được á, nhưng mà cái được đó nó rất là hạn chế. Sư phải nhấn mạnh nó rất là hạn chế, không phải không có, nhưng mà có nhưng mà rất hạn chế. Cho nên á, ráng giữ giới, mà giữ không được á, thì phải sám hối và ráng làm sao đó không phạm giới nữa thì quý vị mới có thể tiến bộ được trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.